thành viên mà lầy và mặn nhất đó chính là bé Điệu. Em là người cái chuyện vui 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 nhất nhóm. Bộ áo dài của em nữa, em đã phải dầm mưa với chị Casey và bé Ánh Sáng. Em đi không ai mang áo mưa hết trơn để đi mua bộ đồ, xong dầm mưa em nói là chắc chắn là buổi hang sát là lần này là nhớ đời luôn, không bao giờ quên được luôn chị ạ. À, gần mấy tiếng luôn. Không gì hết hả? Không gì hết hả? Là hắc xì luôn, dù đen bắt tay là hắc xì luôn á, cái ai cũng cười hết. Héo có cười không? Ôi dồi ôi. Mỗi lần đến lớp học tập nhảy hoặc là học hát thì chị Tiên Linh có những cái hành động làm cho mấy bạn rất là vui và rất là mắc cười. Có không? Đó chính là hành động mà em thấy chị Tiên Linh rất là mạnh và rất là lầy. Wow, cái này vui ghê quá.